xin cho can thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho can thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. Akasata japum matha dewa naga matika. Unyan no anumo dan tu chi rang rakhan tu sa sanang. Akasata japum matha dewa naga matika. Unyan no anumo dan tu chi rang rakhan tu no yaro. Akasata japum matha dewa naga matika. Bụn nhân nô anu mô đành tu chi rằng rạch hành tu nhà ta dô. A ca sát tha chấp phụng mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụn nhân nô anu mô đành tu chi rằng rạch hành tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phụng mát tha đề hoa na ga mát thi ca. Bụn nhân nô anu mô đành tu chi rằng rạch hành tu nô sa đà. Chữ thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thấm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con với thu đạo màu tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Kinh chi cu sa la cam mạng cắt tắp bằng kỳ ri dàng, ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ra tang ka tang ye sat ta san ni no a ti ye cha sat ta san ni no ka tang bun nha lang mai han sat pa e pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su vi thi tang đinh năng bun nha pha lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gan toa hi huệ đa dâm sắp bề lô cầm hi ye sát ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề la phạn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo lên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng, nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng, được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hậu mạch ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh mang hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ôn dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cũng dường, qua thành thực phẩm mùi hương thọa lầm. Y đăng vô nha ti năng hô su khi ta hô tu nhà ta vô, nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng qua ta mê bốn nhân a sa quát ca già qua hàng hồ tu, xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy là mỏng duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con và đã chúc phúc cho đạo chúng con. Phước báo trong sạch mà chúng con đã tạo ra được hôm nay con kính dâng đến cho Ngài Trí Đức cùng với quý sư, quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Và con cũng chia phước này đến với đạo tràng Pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và mong rằng phước này trợ duyên tất cả quý vị trong đạo tràng luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đàn đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới. Và chúc quý vị hôm nay được an vui tiến hóa.
Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sẵn Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ Tri Tôn Thuyền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Sa, xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào Chư Thiền Nam Tín Nữ Thiền Hữu Tri Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 130. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahant Tathagata Lo Gotamo Sabbagaru Hicchet Thakho Lo Kasso Sattha Chana Dhamma Ku Quý Đồ Quỳnh Đà Mahan Tăng Na Rắc Phù. Trên này giác cần Như Lai Giác Hộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Bất Ly Phèm Não Trói Trăng, Tối Thượng Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng, Tứ Đế Ngài đã tinh tường, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin lễ lễ Phật ơn, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ quý tá sa sa tu nô lô ca nó mình thá sa quý nà ca rù cổ sắp bình nhu bú thóc bá thi phù tí sành nhá rù hoành đà má hình tầm đá rắp phù. Cha này giác cần Pháp bảo với nhánh và Như Lai khai sáng vẹt màn phụ minh phá tan làm đặc những sinh dạy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sư thô thú ca tá sá xà quá cô thức thà thức tà mô quá lá thầm bá xích phá cô niên đà bá sân xà đi á nà đá rù quá rù hoàng đà má hình tầng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần sao lệ thế pháp thàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Tất cả nó thế giá tề chê nó sức thà mê ê chú quá thay nặng tất xà bí à nút phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chạch rụ. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Cha. Phần tấn dương ân Đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 130. Câu này giống giống câu 129 ha. Duyên sự cũng giống giống nhau, tương đối dễ học, không có khó. Sắp bề ta sần tí đành đá xa, sắp bề ta sần tí đành đá xa, sắp bề ta sần tí đành đá xa. Câu số 2. Sắp bề sân chi quý tăng bí dân, sắp bề sân chi quý tăng bí dân, sắp bề sân chi quý tăng bí dân. Rồi chúng ta ôn lại hai câu này. Sắp bề ta sân chân đá xa, sắp bề sân chi quý tăng bí dân, sắp bề ta sanh tí đành đá xa, sắp bề sanh chi quý tăng bí dân, sắp bề ta sanh tí đành đá xa, sắp bề sanh chi quý tăng bí dân. Rồi bây giờ câu 3, câu 4. Át tà năng úp măng cát tòa, át ta năng upamang kattoa, atta năng upamang kattoa. Và câu cuối cùng, naha nay yana tha ta ye,
na ha này ya na ha ta ye na ha này ya na ha ta ye. Còn lại câu 3 câu 4. Atta nang upa mang các tòa na ha này ya na ha ta ye. Atta nang upa mang các tòa na ha này ya na ha ta ye. Atta nang upa mang các tòa na ha này ya na ha ta ye. Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Sắp bề ta sanh thi đành đã sanh sắp bề sanh thi quyết tăng bi dân át ta năng u pháp măng các tòa na hạ này dân át hạ ta dê. Sắp bề ta sanh thi đành đã sanh bề sanh thi quyết tăng bi dân át ta năng u pháp măng các tòa na hạ này ya na hạ ta ye. Sắp bề ta sanh đành đã sa sam bề sanh chi quy tăng bi dân át ta năng u pháp măng các tòa hạ này ya na hạ ta ye. À, trong giọng đọc còn cách đọc nữa chứ không phải chúng ta nguyên bản ha. Chắc đọc thứ hai. Sắp bề ta sanh thi đành đã sa sam bề sanh chi quy tăng bi dân át ta năng u pa măng các tòa na hạ này ya na hạ ta ye. Chắc đọc thứ hai. Chúng ta dừng lại cuối câu số hai. Bởi vì cuối câu số 2 đó là một trường âm biết dân. À, chúng ta dừng lại cuối câu số 2 thì chúng ta bảo tồn được hơi sức ha. Chứ đừng đọc một lần hết câu luôn. Đọc một lần hết câu là coi chừng đứt hơi ạ. Sắp bề ta sanh tí đành đã sa sắp bề sanh chi quyết tăng biết dân át ta năng u pa măng các tòa na hạ này ya na hạ ta ye. À, cái đọc thứ hai tương đối dễ ha. Rồi bây giờ trong giọng kệ thì chúng ta cũng cố gắng đọc một lần hai câu. Một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 ha. Sám bê ta sanh thì đanh đa xa sám bê sanh chi quy tăng bi dần át ta năng u ba măng ca tùa na hạ nay ya na kha ta ye. Sambe ta san ti dan da san sambe san chi vi tăng bi dần a ta năng u ba mang can tu hoa na ha nay ya na tha ta ye. Lần nữa ha. Sambe ta san ti đan đan sa sam bê san chi quy tăng bi dần át ta năng u ba mang can tu hoa na ha nay ya na kha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ không giết, không bảo giết. Mời Sít Mê Ta, Sít Kim. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Hà Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn Hồng Mai.
cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng với quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 130. Sắp bệ ta sàn ti đành đạt xa sắp bệ sàn trì quý tăng bi dân át ta năng ủ bá măng cắt tòa ná này gia na khà ta về. Dạ, con xin phân tích. Sắp trường âm nhẫn, bê trường âm thông thường, tá đoạn âm, san trường âm nhẫn, tí đoạn âm, đanh đát hai trường âm nhẫn, xá đoạn âm, sắp trường âm nhẫn, bê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc giọng nguyên âm, bí đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp bê ta san ti đanh đát xa sắp bê sang chi quý tăng bi giang. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná há hai đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá ná hai đoạn âm, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ta năng ú ba măng cách tòa ná này gia na khà ta về. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Sắp bê ta san tí đành đát xa sắp bê sang chi quý tăng bi dân át ta năng ú ba măng cách tòa ná này gia na khà ta về. Bê ta san tí đành đát xa sắp bề sang chi quý tăng bi giang át ta năng ô ba măng cắt tòa na này gia na khà ta về. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Sắp bệ ta san tỳ đành đát xa sắp bệ sang chi quỷ tăng bi dân a ta năng ô bà măng cách toa na nay ya na kha ta về. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Giang, các sư, các cô tư nữ, giáo viên Phật tử trong đạo tràng. Rồi, hai người nghe rõ. Hai người nghe rõ vậy cũng đủ rồi. Rồi Phước Sang, một hồi sư cầm mic, sư lên sư đọc giống như tụi con, sư đọc, sư phân tích giống như tụi con được không sư? Tụi con chưa có nghe sư đọc tiếng Pali lần nào hết. Sư con thỉnh sư mời sư cầm mic lên đọc nghe sư, sau khi mà con đọc rồi được không sư? Con xin mời sư để cho tụi con biết sư đọc tiếng Pali á sư. Dạ. Thôi bây giờ để con xin trả bài kinh Pháp Cú số 130. Kinh Pháp Cú, con xin trả bài kinh Pháp Cú 130. Sắp đề ca san tí đầm đát sa sắp đề san chi quý tăng tí dần ác tà ngàn u pha măng khách tòa na ha này gia na khà ta về. Sắp đề ta sanh ti đành đát sa sắp đề sanh ti quy tăng ti dạng ác tà năng u pha mặn khắc
tòa na ha này gia na khà ta về. Phân tích câu số 1 về câu số 2. Sáp chữ âm nhắn, B chữ âm thông thường, tá đoạn âm, xăm chữ âm nhắn, tí đoạn âm, đanh đáp. Hai chữ âm nhắn, tá đoạn âm. Câu số 2, sáp chữ âm nhắn, B chữ âm thông thường, xăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, thì chữ âm thông thường, quý đoạn âm, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, bí đoạn âm, văn chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sắp đề ta sành tí đành đáp, xa sắp đề sành chi quý tặng tí dần ác tà nàng ú pháp mạng vò na ha này gia na khà ta về. Phân tích số 3, ác nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khác trường âm nhắn, toa trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi, hai câu cuối cùng, ná há hai đoạn âm, ngay trường âm nhắn, giá ná hai đoạn âm, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ác ta năng u pha măng khắc tòa na ha này gia na khà ta về. Sáp đề ta sầm ti đành đắc sa sáp đề sầm chi quy tăng ti dặn ác ta năng u pha măng khắc tòa na ha này gia na khà ta về. Đọc lại lần nữa cho nó chắc. Sắp đề ta sành ti đành đáp sa sắp đề. Sắp đề ta sành ti đành đáp sa sắp đề sành chi quy tặng chi dặn ác tà nặng u pha mặng khắc tòa na ha này gia na khà ta về. Sắp đề ta sành ti đành đáp sa sắp đề sành chi quy tặng chi dặn ác tà nặng u pha mặng khắc tòa na ha này gia na khà ta về. Sắp đề ta sẵn ti đánh đánh xa, sắp đề sẵn chỉ huy tăng thi dân. Ác ta năng u pha măng khắc tò na na hay gia na kha ta về. Sắp đề ta sẵn ti đánh đánh xa, sắp đề sẵn chỉ huy tăng thi dân. Ác ta năng u pha măng khắc tò na ha này gia na kha ta về. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 130. Trời ơi, có hai người cho. Cho vỗ tay, vỗ chân. Không thấy sư cho, chắc sư đi bận công chuyện rồi. Không sao. Con xin cảm ơn sư các cô tu nữ đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Nếu con có gì sai sót, xin các sư các cô tu nữ cùng quý vị trong đạo tràng chỉ bảo. Sư Pháp Sang, sư cầm mic lên, con mời sư cầm mic lên, sư đọc kinh Pháp Cú 130 cho tụi con nghe được không sư? Con xin cung thỉnh sư đó. Sư còn trong đạo tràng không vậy quý vị? Tôi không thấy được à. Dạ con xin trả mắt, trả mic lại và mời sư lên à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lên lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Phước Sang, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào đoàn thể đạo tràng. Dạ, chị Kim mời Sư Phước Sang mà con thấy sư lên không được. Thì tranh thủ là trong cái thời gian rỗng trống thì con xin đọc cái câu Pháp Cú số 130. Dạ, cảm ơn
Chị Meta, chị Kim và The Man đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 130. Sắp đề ta sàn tí đằng đắc sa sắp đề sàn chi vi tăng tí dăng áp ta năng úp ba măng cắt tòa na hà này ya na khá ta dê. Sắp đề ta sàn tí đằng đắc sa sắp đề sàn chi vi tăng tí dăng áp ta năng úp ba măng cắt tòa na hà này ya na khá ta dê. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sát là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, tá đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, đăng, đát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sát trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp đề ta sàn tí đăng đá sa sắp đề sàn chi vi tăng tí dăng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Áp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng trường âm đọc nguyên âm, uống phá hai âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cách trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná há hai đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá ná hai đoạn âm, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Át ta năng upam cát tòa ná hà ná giá ná kha ta dê. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Át ta năng upam cát tòa ná hà giá ná kha ta dê. Dạ, đọc lại hết câu pháp cú số 130. Đề ta sàn tí đằng đá xa sắp đề sàn chi vi tăng tí dăng át ta năng u pa măng cát tòa na ha này ya na khá ta dê. Sắp đề ta sàn tí đằng đá xa sắp đề sàn chi vi tăng tí dăng át ta năng u pa măng cát tòa na ha này ya na khá ta dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Sạp đê ta san, tì đăng đa xa, sạp đê sang chi, vì tăng tiên. À ta năng u, bà măng cát toa, na ha nay ya, na kha ta ye. Sắp đề ta sang tì đăng đa xa, sắp đề sang chi vi tăng tì yăng. À ta năng u pa măng cát toa, na ha nay ya na kha ta ye. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí chức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Kính cảm ơn sư trí chức, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn mọi người. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời sư Phước Sang ạ. Alo. Alo, alo. Không biết đạo tràng có nghe không? Không biết vô đúng chưa? Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ chư tôn đức tăng ni cùng đạo hữu trong đạo tràng. Hôm nay lần đầu tiên lên đọc thì chắc có lẽ là nó cũng cũng không rành lắm, nên là nếu mà có sai sót gì thì xin ngài Trí Đức chỉ dạy thêm. Giờ trong đạo tràng cũng thông cảm bỏ qua, góp ý để chia sẻ để Phước Sang tiến bộ thêm. Xin đọc câu pháp cú 100. Sắp bê tát san tí tăng tát sát sắp bê san quý
Kỳ quý tăng bí dân, ách ta năng út bá măng, cách toa, nát hà này giá đá gà ta về. Sắp là trường âm nhấn, B là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là âm nhấn, b là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách lâm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cách là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, há là đoạn âm, nay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ná là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ghê là trường âm thông thường. Thì Phước Sang cũng mới học nên không biết là hồi nãy giờ nói có đúng hay sai gì đó, thì nhờ trong đạo tràng góp ý thêm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước Sang xin giao mic lại. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 130. Dạ, có xin con cái câu kinh pháp cú không? Con không thấy. Dạ, sa thú huynh gian nhất hạ. Sắp bê tát sanh tí đành đát sa sắp bê sanh chi quý tăng bí dần át ta năng ức ba măng cát tòa na ha nây gia na gà ta dề. Sắp bê tát sanh tí đành đát sa sắp bê sanh chi quý tăng bí dần át ta năng ức ba măng cát tòa na ha na ha nây gia na khà ta về. Sáp bề tả sằng tí đằng đá xa sáp bề sằng chi quý tăng bí dằn. Sáp bề sáp thì trường âm nhấn, bề trường âm thông thường, tá đoạn âm, sằng trường âm nhấn, tí đoạn âm, đằng đá là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp trường âm nhấn, b trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp b tát sằng tí đành đá xá sắp b sằng chi quý tăng bí dân, sắp b tát sằng tí đành sa sắp về sằng chi quý tăng bí dần át ta năng u ba mằng cách tòa na hán này giá na
ca tay dê. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú bá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cáp trường âm nhấn, toa trường âm thông thường. Ná há hai đoạn âm, nây trường âm nhấn. Giá ná hai đoạn âm, gà trường âm thông thường. Tá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ách à, con đọc lại con ba bốn. Ách ta năng u ba măng, cáp ta ná há nây giá ná gà tá dê. Sắp bê tá xăng tí đanh đá xá sắp bê xăng chi quý tăng bí dần. Át ta năng u ba măng cát tòa ná há nây giá ná gà tá dê. Sắp bê tá xăng sắp bê tá xăng tí đanh đá xá sắp bê xăng chi quý tăng bí dần. Át ta năng u ba măng cát tòa ná há nây giá ná gà tá dê. Sập bê tá sập bê tá sằng tí đành đá sá sập bê sằng quý tằng pí dằng. Át ta năng u ba măng cát tòa ná há nây giá ná gà tá dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Thanh Tâm, Sư Phước Sang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 130 ngày hôm nay ạ. Sắp bê tá sanh tí đành đát sá sắp bê sang chi quý tăng bi dân át tà năng u ba măng cát tòa na ha này gia na khả ta dê. Sắp bê ta sanh ti đành đát sa sắp bê sang chi huy tăng bi dăng át ta năng u ba măng cát tòa na ha này gia na khả ta dê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sắp bê ta sanh ti đành đát sa sắp bê sang chi huy tăng bi dăng. Sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, sanh là trường nhấn, tí là đoạn âm, das là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp bê ta sanh ti đàn đát sa sắp bê sang chi huy tăng bi dân. Dạ câu số 3 và câu số 4. Át ta năng u ba mát tòa na ha này gia na khà ta dê. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường,
Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú, bá là hai đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cách là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Ná, há là hai đoạn âm. Nây là trường âm nhấn. Giá, ná là hai đoạn âm. Kha là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm. Dê là trường âm thông thường. Át ta năng u ba măng cách tòa na ha này ya na kha ta dê. Dạ, con xin phép đọc lại ạ. Sắp bê ta san ti đàn đá sa sắp bê sang chi quý tăng bi dân át ta năng u ba măng cách tòa na ha này ya na kha ta dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sabbe tassanti dandassa sabbe sanchi vitang bijang attanang ubba mangkattwa nahaneya nakhataye. Sabbe tassanti dandassa sabbe sanchi vitang bijang attanang ubba mangkattwa nahaneya nakhataye. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin kính mời đạo tràng tiếp theo ạ. Alo. Dạ, cho hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Dạ, cảm ơn cô Metta. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 130. Sắp bề ta sẵn tí đằng đát sát sắp bề sẵn chì vi tăng bí dân. Át tà năng u ba măng ca tòa na ha này ya na kha ta dê. Con xin phân tích câu cách đọc câu kinh Pháp Cú số 130 câu 1 và câu 2. Sắp bề ta sẵn tí đằng đát sa sắp bề sẵn chỉ quý tăng bí dân. Sắp là trường âm nhấn, bề là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, sẵn là trường âm đọc trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đằng đát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Át ta năng u ba măng cách tòa na ha này ya kha ta dê. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm đọc theo giọng, ta là trường âm thông thường, năng là đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná, há là hai đoạn âm, nay là trường âm nhấn, giá, ná là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Sắp bề ta sang ti đằng đát sa sắp bề sang chỉ vi tăng bí dằng át ta năng u ba măng cách tòa na ha này ya na kha ta dê. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Dạ, cảm ơn huynh Giang Nhật Hà đã bút bài. Cảm ơn đạo tràng. Con có sai chỗ nào xin đạo tràng chỉ dạy. Và con xin xuống, xin mời vị kế tiếp.
Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, Sư Thanh Tâm và Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ như Pháp. À, con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu Pháp Cú 130. Sắp bề ta sàn ti đà đạt xa sắp bề sằng trì quy tăng bi rằng át tà năng u ba măng cát tòa na hàn rầy ra na khà ta rề sắp bề ta sàn ti đàn sa ti đàn đát xa sắp bề sằng trì quy tăng bi rằng át tà năng u ba măng cát tòa na hàn rầy ra na khà ta dề. Con xin hưng tích câu 1 và câu 2. Sắp là trường ân nhấn, b là trường âm thông thường, tá là đoàn âm, săn là trường âm nhấn, tí là đàm âm, đan đát là hai trường âm nhấn, xá là đoàn âm. Sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đàn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đàn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp pê ta sàn ti đàn đát sa sắp pê sằng trì quy tăng bi rằng. Câu 3 và câu 4. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên. Dạ con xin sám hối chỗ này bị sai. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná há là hai đoạn âm, nây là trường âm nhấn, giá ná là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, tá là đoạn nê trường âm thông thường. Dạ con xin phép được đọc lại toàn bài. Sắp bề ta sàn đi đàn đát xa sắp bề sằng trì quy tăng bi rằng át tà năng u ba măng cát tòa na ha nầy ra na khà ta chê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pê ta san tỷ đan sát xa sập bê chi quy sập bê sang chi quỷ tăng bi răng a ta năng ô bà măng cát toa na ha nay ra na kha ta re sập bê ta san tỷ đan đát xa sập bê sang chi quỷ tăng bi răng a ta năng ô bà măng cát toa na ha nay ra na kha ta re. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong Ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin kế xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá,
Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Mến chào đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Câu pháp cú số 130 ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Sabbe ta san ti đàn đát sa sabbe san chi vi tăng bi dằng áp tà năng u ba măng ca tòa na ha này gia na gà ta dề khà na dề. Sabbe ta san ti đàn đát sa sabbe san chi vi tăng bi dằng. Sáp là trường âm nhấn, B là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, đan, đát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, B là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, bí là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Át tà năng u ba măng tòa na ha này ta khà ta dề. Át là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bú, ú, bá là hai đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Ná, há là đoạn âm. Nay, trường âm nhấn. Giá, ná là hai đoạn âm. Kha là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm. Dê là trường âm thông thường. Át tà năng ú ba măng tòa ná há này giá ná khà tá dê. Sát bề ta sàn tí đàn đát sát sát bề sàn chì vi tăng bi dằn át tà năng út ba măng các tòa na ha này giác na khà tá dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sabbe ta sang ti đàn đa sa sabbe sang chi vi tăng bi dằng a ta năng u ba mang ca tòa nay ya na ca ta về. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con xin xuống mic cái sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã post bài. Xin mời vị tiếp theo ạ. Cắt quá. Dạ alo. Dạ. Dạ con xin kính chào các đảng ạ. Con kính chào các cô nữ và kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 130 ạ. Sắp bê ta sân. Ta sân tí đơn đá sáng đề sang chi vi tăng phí dân ất ta năng u pa măng cát toa cát toa na han này giá na cát thái về
sắc bê tất sân tí đồng đất xá tất bê sang chi quyết tăng ký giang áp tà năng u pa măng cắt qua na này giá na ta ta về. Dạ con xin phân tích nè, sắc là trường âm đứng, bê là trường âm thông thường, tá đoạn âm, sân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đanh là das là hai trường âm nhấn, tá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thần, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý là đoạn âm, văn là đọc trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú phá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, các là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, ná há là hai đoạn âm, nay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ná là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Cũng xin đọc kệ tập đề tất san ti đần đát xa tập đề sang chi quy tăng pi dằng asta năng u pa măng cát qua là hà nơi giá na kha ta về. Dạ con xin hết ạ, có gì sai sót xin tạo trọn người chỉnh sửa cho con ạ, con xin tạ lại mít ạ.
Hello, hello. 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 Nghe rõ hả? Ủa, trời, tôi tưởng wifi của tôi chết tiệt rồi chứ. Mình nhìn tín hiệu cũng nghe đầy đủ mà. Trời ơi, sao yên lặng quá vậy? Vô ngủ thiền hết trơn hết tội rồi. Nghe thấy mời sư Thanh Nam. Sư Thanh Nam có phải là sư Thanh Tâm không? Phải không? Sư Thanh Tâm. Sư Nguyệt Đạo Tràng, cho Đạo Tràng mời sư lên đọc kinh đó sư. Đọc kinh pháp cú này, sư cầm mic. Con xin thỉnh sư cầm mic đọc cho chúng con nghe, đọc và phân tích đó sư. Con xin mời sư Thanh Tâm á. Dạ, con xin mời, con xin trả mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con kính lễ quý sư, dạ xin mời con kính thỉnh sư Tuệ Đức, đã lâu lắm rồi không được nghe sư đọc kinh pháp cú ạ. Con xin thỉnh sư lên để đọc kinh pháp cú. Xin thỉnh sư ạ. Xin sư cho biết tín hiệu ạ. Dạ sư có trước máy không ạ, thưa sư? Dạ, con xin thỉnh sư lên đọc kinh pháp cú ạ. À. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài kinh pháp cú câu số 130. Sappe ta sang ti đan đát xá sappe sang chi quy tăng pi dân át ta năng upamang cát toa na han này ya na kha ta dê. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ không giết, không bảo giết. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sappe ta sang ti đan đa sa sappe sang chi vi tăng vi dân atta năng upamang katoa naha nay yana kha ta ye. Sappe ta sang ti đan đa sa sappe sang chi vi tăng bi dân atta năng upamang katoa naha nay yana kha ta ye. Sappe ta sang ti đan đa sa sappe sang chi vi tăng bi dân atta năng upamang katoa
na ha nay ya na kha ta ye. Con xin hát ạ. Kính mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm lên đọc bài cùng với đạo tràng ạ. À? Dạ sư Thanh Tâm cho con nghe, cho con biết tín hiệu sư có chiếc máy không ạ? À? Dạ alo alo ạ. À? Chắc là sư Thanh Tâm có chiếc máy rồi. Dạ vậy con xin gửi lại mic cho. Xin còn Tina này, Tina lên đọc bài đi Tina ơi. Xin xuống mic mời Tina nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Sang Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con không biết là con bị, con xin phép được đọc lại. Dạ, xin cho con bài. Dạ, cảm ơn Huynh Giang Nhật Hạ. Dạ, con xin phép đọc lại bài. Sắp bê ta san ti tan ta sa sắp bê san chi uy tăng vi yang at ta năng upa măng khat to na hát này ya na ga na kha ta ye. Con xin phân tích lại. Sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, tả đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, đan trường âm nhấn, das trường âm nhấn, xá đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, thường sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường quý đoạn âm, tăng trường theo trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp bê ta san ti đan đát sa sắp bê sang chi quý tăng phí văn. Câu 3 và 4. Át ta năng út bác măng khách to na hát này giấc na kha ta dê. Át trường âm nhẫn, tá ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú trường bá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khách trường âm nhẫn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, há đoạn âm, nay trường âm nhấn, giá ná hai đoạn âm, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm, dê trường âm thông thường, át ta năng u ba măng khát to na ha này ya na kha ta ye. Sắp bê ta san ti đàn đàn sa sắp bê sang chi vi tăng vi yang. An ta năng u ba măng khát to na ha này ya na kha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn,
lấy mình làm ví dụ không giết không bạo giết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sambe-ta-san-ti-đan-đan-sa Sambe-san-chi-vi-tăng-pi-yăn An-ta-nang-u-pa-mang-khan-ta Na-ha-ne-ya-na-kha-ta-ye Sambe-ta-san-ti-đan-đan-sa Sambe-san-chi-vi-tăng-pi-yăn An ta nâng u ba măng khan toa na hai yo na kha ta ye. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin đạo tràng và sửa giùm cho con ạ. Và xin ngài sửa giùm cho con. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ hả? À, Sipnita là người đầu tiên, và Sipina chắc là người cuối cùng. Còn ai nữa không? Alo, còn vị nào đưa tay lên đọc không? Đừng để đạo tràng trống vắng. Vẫn biết rằng vô sinh hoạt ở đây là một cái sự khó khăn. À, đường truyền có như khi có khi không ha. Rồi coi như cũng có nhiều cái lý do để rồi quý vị tham gia trực tiếp, rồi quý vị không có thể tham gia được, nhưng mà vẫn đến với đạo tràng để coi như nghe, để sinh hoạt. Thì đó cũng là một cái tinh thần học hỏi mà chúng tôi rất là trân trọng. Tuy nhiên đừng để đạo tràng trống vắng, tức là quý vị cố gắng. Bởi vì khi mà đưa tay lên đọc á, quý vị kiểm nghiệm lại chính cái giọng đọc của mình. Còn quý vị coi như ngồi im lặng ha, đúng cũng được, sai cũng được, chỉ biết nghe. Cái nghe đó không quan trọng bằng chính cái vấn đề mình đưa tay lên thực tập. Mình đưa tay lên mình thực tập á, để nghe lại cái giọng đọc của mình đúng hoặc là sai. Cái đó rất là quan trọng. Cho nên cái điều quan trọng trong pháp học á, là học, là phải hỏi, rồi phải hiểu, phải nhớ, rồi khi đó mới thực hành được. Thì cái học, cái hỏi đi chung với nhau. Người ta đọc được như vậy mà tại sao mình đọc không được? Thắc mắc mình phải hỏi. Khi quý vị hỏi vậy thì không còn hoài nghi, quý vị hiểu. Và khi quý vị hiểu được rồi thì cái sự ghi nhớ của quý vị nó lâu hơn. Và chúng thực hành tốt đẹp. Ở đây học và hành đi chung với nhau. Qua câu Phật ngôn này nha. Học và hành đi chung với nhau. Người đầu tiên đưa tay lên đọc đó là Sikmita, rồi tới Sikkim, và người cuối cùng là Sikina. Như vậy thì trong cái giọng đọc của quý vị biết đúng biết sai chứ không phải không. Tại sao biết đúng biết sai? Tức là quý vị khi mà đọc, quý vị biết phân tích nó là trường âm hay đoạn âm. Mà nó là trường âm thì trường âm đó thuộc về loại trường âm gì? Khi mà quý vị có một cái sự nhận định như vậy thì quý vị biết rằng mình đọc đúng hay đọc sai. Và câu Phật ngôn này đã được quý vị thể hiện rất là tốt. Một điều không tốt trong sự sinh hoạt của chúng ta là đừng để thời gian trống vắng. Quý vị cứ liên tục xa luân chuyển. Khi nào không còn bàn tay nào hết thì chúng tôi sẽ xuất hiện. Chứ đừng có để nó trống. Để nó trống tự nhiên thấy không biết chết nó xuất hiện.
Mà khi không khí chết nó xuất hiện thì chúng ta cảm thấy giải đãi phóng dễ vui. Ô, ai sao tôi vậy? Muốn chết thì cho chết luôn. Tức là người ta im lặng là bị lây không khí đó. Để cho mình nó cũng bị sự buồn chán, bị cái sự trống lặng đó nó chi phối. Mà đây là một cái phòng chat bằng giọng nói, cho nên quý vị nói ít nói nhiều cũng quan trọng. Chính trong sự sinh hoạt của chúng ta, Sikkim đã từng nghe Đại Đức Phước Sang nói chuyện như thế nào. Đó, nói rằng Đại Đức Phước Sang nói chuyện nghe dễ thương. Có không Sikkim? Rồi Sikkim là mời. Thế rồi hôm nay Đại Đức Phước Sang đưa tay lên sinh hoạt với đạo tràng. Đây là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng thấy chính xác luôn hả? Mình sinh hoạt làm sao tạo một không khí hào hứng mà mình khen đúng chỗ đúng lúc. Hôm nay quý vị nghe Đại Đức Phước Sang lên đọc phân tích chia sẻ, có cái chỗ nào coi như là rắc rối không? Rồi Đại Đức Tuệ Đức cũng vậy. Quý vị đừng có để cho đạo tràng rỗng trống vắng, mà hãy làm như thế nào cho có một cái không khí sinh động. Đại Đức Phước Sang lần đầu tiên lên phân tích rồi đọc rồi Đại Đức Tuệ Đức đã từng lên sinh hoạt với đạo tràng. Nhưng mà khi vô đạo tràng này thấy đạo tràng trống vắng, mình là tư cách của chư tăng hoằng pháp, mà mình hoằng pháp thế nào phải có một cái không khí sinh động cho Phật tử họ quan hỷ nhé. Cư sĩ là những người hộ pháp và hoằng pháp, cái vai trò của chư tăng nó quan trọng hơn. Đến một cái room thế này mà thấy trống vắng, mình phải sang đài áo nhào vô liền. Để làm gì? Để thật sự là chính cũng học hỏi nữa, chứ không phải là mình ơi để học người ta, nghe người ta. Mình phải tạo cái không khí sôi động. Muốn tạo không khí sôi động hơn thì xíu trong phần dân sự chúng tôi sẽ nói lên cái sự sôi động đó. Thế nghĩa là không có đánh mà cũng la chí chóe luôn. Cái dương sự của Phật Môn này đặc biệt là không đánh mà cũng la. Tại sao người ta nói không đánh mà lại la? Một cái giá bằng ba cái đánh. Mình hù người ta mà người ta sợ chết khiếp luôn. Không phải mình giết người, mình mới mang tội. Mà mình hù người ta sợ đứng tim là chết luôn, còn nguy hiểm hơn nữa. Thì cái duyên sự của Phật Môn này là vậy đó, biết giết liền à. Khi nào nói lên duyên sự thì biết chứ có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa về tự vận. Sao câu Phật Môn 130 và câu Phật Môn 129 giống nhau? Câu 130: Sabbe tassanti dandassa, Sabbe tassanti dandassa, Sabbe tassanti dandassa. Chữ sabbe là tất cả, do từ sabba, bởi vì nó đứng làm chủ từ số nhiều, tất cả mọi thứ. Rồi chữ tassanti, ta sanh tí, đây là một động từ số nhiều, có nghĩa là run sợ. Ta sanh tí là run sợ, mà run sợ cái gì? Đanh đá xa do từ đanh đá là một danh từ nam tính, ác rần tháp cung rình ga, và đanh đá được chia theo sở hữu các
chú ý phát thí vì phát thí ai câu chân na cho nên đành đá biến thành đành đá xa của roi gậy của hình phạt của roi gậy của hình phạt. Vậy thì sắp bê tất sanh tiết đành đá xa, tất cả đều run sợ hình phạt, tức là tất cả đều sợ hình phạt. Roi gậy, rồi ý nghĩa câu đầu tiên ha. Rồi sắp bê sân chì quý tầng phí dần, sắp bê sân chì quý tầng phí dần. Câu số 2, sắp bê là tất cả ha. Rồi chì quý tầng có nghĩa là mạng sống. Mạng sống do từ chi vị ta, nhưng mà ở đây chia theo đối cách đu tỷ giao vị phát thế cấu ở trần na, cho nên chi quý ta biến thành chi quý tăng. Chi quý tăng là mạng sống ha. Từ thứ ba bi dân do từ bi giá, và bi giá này được chia theo đổi cách số ít đối trị giáo vì phát thế câu với trần á, cho nên bi giá biến thành bi dân yêu mến, yêu dấu. Thì ở đây chữ yêu mến yêu dấu khi nãy Sitina ha, đọc câu này mọi người thường sống còn, chữ thường là chặt ha. Bởi vì chữ yêu dấu, yêu mến có nghĩa là thương, quý dân chứ không phải là thường. Thường là nít dân, còn đây là quý dân là một câu này nói lên là đối với tất cả mạng sống là yêu dấu, đối với tất cả mạng sống là yêu thương, tức là mạng sống của con người ai cũng thương cái ta hết, mà thương cái ta một cách coi như là chắc đủ, gọi là kỹ. Mạng sống là yêu dấu, là yêu thương, thì tất cả chúng sanh ai cũng coi như ham sống sợ chết, ham sống sợ chết, cho nên yêu cái bản thân của mình nhiều hơn. Và câu số 3, Atta Năng Upamang Kattua, Atta Năng Upamang Kattua. Atta Năng là chính cái bản thân, lấy cái bản thân, Upamang là ví dụ. Và Kattua do động từ Karuti là làm. Thì Atta Năng Upamang Kattua lấy bản thân mình làm thí điểm, làm ví dụ. Đừng có nhìn bên ngoài, mình nhìn chính cái bản thân của mình qua cái thân, cái tâm, cái danh, cái sắc. Thân tâm thì chúng ta còn có thể gọi là thân thọ tâm pháp, tức là chính bản thân của mình. Có cả thân thọ tâm pháp, có cả thân, có cả tâm, có cả danh, có cả sắc. Lấy chính bản thân mình đem ra làm thí điểm, làm thí dụ. Thí dụ để làm gì? Câu cuối cùng, ha này ya na kha ta về, nó là không ha này ya. Ha này ya là nên giết hại, nên giết hại, nhưng mà có chữ na chưa, chứ là chớ nên giết hại ha. Rồi chữ na là con kha ta về, kha ta về là ra lệnh giết, ra lệnh để mình giết. Thì ở đây chớ nên ra lệnh giết hả, mình giết nè, mình ra lệnh cho người ta giết nè, thì không nên, không nên có hành động như vậy. Thì câu Phật ngôn 130, tất cả đều run hình phạt đối với tất cả mạng sống là yêu dấu, sau khi lấy bản thân làm ví dụ, cho nên giết hại, cho nên ra lệnh giết hại,
Tất cả đều run sợ và đối với tất cả mạng sống là yêu dấu. Sau khi lấy bản thân làm ví dụ, chế này giết hại, chế này ra định giết hại. Và cái câu Phật ngôn 129, tất cả đều run sợ hình phạt. Đối với tất cả đều sợ hãi tử thần. Sau khi lấy bản thân làm ví dụ, chế này giết hại, chế này ra định giết hại. Thì câu Phật ngôn 130 chỉ khác nhau có một chút thôi à. Tức là câu thứ hai, sắp bê sang chi quý tăng phí dần, tức là đối với tất cả mạng sống là yêu thương. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ luật bát thế này: ai ai cũng sợ gươm đao, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chứ nên giết hại, suối bàn giết nhau. Ai ai cũng sợ gươm đao, người người mạng sống mong sao bảo toàn. Bụng ta hiểu bụng thế gian, chứ nên giết hại, suối bàn giết nhau. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Trong tự vận, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối không? Alo. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 130 được Đức Phật thuyết ra tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến nhóm lục sư. Lục sư có nghĩa là sáu vị sư. Bởi vì sáu này sống chung với nhau, hòa thuận với nhau, giống như nước với sữa. Tức là có một cái sự đoàn kết, có một sự ăn ý. Cho nên đi ra, đi vào, đi tới, đi lui cũng thấy sáu ông sư này, gọi là cái nhóm lục sư. Nhóm lục sư này, mặc dù chỉ có sáu người, nhưng mà rất là ngang ngạnh, cứng đầu. Nhóm lục sư này đã đánh cái nhóm thập thất sư, nghĩa là 6 người mà dám đánh tới 17 người. Cho nên trong câu Phật ngôn 129, học giới coi như ưng đối trị được ban hành, tức là ba cái thị giá. Nhưng mà lần này khi mà ban hành cái học giới đó, có nghĩa là đánh đập các vị tỳ kheo khác. Tức là 6 vị này nghĩ rằng mình lớn hạ, mình to con lớn xá, cho nên đã đánh 17 vị sư kia. Thì Đức Phật đã ban hành không cho đánh đập nhau. Thì lần này cũng sinh chuyện với nhau, nhưng mà sinh chuyện với nhau thì Đức Phật đã ban hành giới luật là không cho đánh đập nhau. Thì cái nhóm 6 vị sư này không đánh mà là hù. Hù ở đây tức là giá tay lên, đưa tay lên, làm như là sẽ đập ra, sẽ đá. Tức là vì này giá tay lên hù. Bởi vì đánh đập là bị ăn đòn mà, bị Đức Phật cấm rồi. Thì bây giờ nhưng không đánh được thì 6 vị này mới hù, đưa tay giá lên, đưa tay hù dọa 17 vị sư kia. Thì khi chỉ giá tay hâm đánh thôi mà 17 vị sư này kêu la la nó ôm chồng sợ đánh thật, bởi vì đã từng bị đánh rồi, đau quá rồi. Cho nên đưa tay giá lên là thấy run sợ rồi, run sợ kia. Cho nên la nó ôm chồng. Khi mà la nó ôm chồng vậy thì ở trong chùa mà, cho nên Đức Phật nghe. Đức Phật mở cái gì vậy? Các vị tỳ kheo khác mới bạch lên Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn:
16 ông từ đó ông hâm đánh 17 vị sư kia, cho nên 17 vị sư kia coi như sợ quá là lỗ ông trộm. Đức Phật mới dạy: này các tỳ kheo, từ đời về sau thì tôi không nên làm như vậy. Vị nào mà làm phản ứng đối trị. Sau khi ban hành học giới cấm các vị tỳ kheo giá tay đánh vị khác, Đức Phật lại giải thích rằng: này các tỳ kheo, phàm là một vị tỳ kheo thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đau trường. Thế mà ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật nguồn 130: sắp bề tát sanh đàn đá sa sắp bề sanh chi vi tầng phi dần a ta năng u mang các tòa na hạ niệm gia na khà tha về. Đọc lại ha: sắp bề tát sanh thi đàn đá sa sắp bề sanh chi vi tầng phi dần a ta năng u mang các tòa na hạ niệm gia na khà tha về. Rồi, bây giờ ôn lại lần nữa, theo dòng kệ ha, 44 nha, nha. Sám bê tan sanh, tì đanh đạt xa hoàng, sám bê sanh chi, quỳ tăng bi dặn. Á ta năng u, ba măng tăng số hoa, nà ha nây giá, nà khá tài diện. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Và ý trong câu Phật ngôn này chỉ có cái câu sắp bê sân chi quý tăng phí dân. Đây cái câu Phật ngôn này, tất cả chúng sanh trong tam giới này đều yêu quý cái đời sống của mình, bởi vì cái việc sống chết ở đời á, là chúng ta còn sinh tử khác với những cái bậc A-la-hán, các ngài có cái tâm xã thản nhiên mà thôi. Cái chết, cái sống đối với ngài không quan trọng. Còn chúng ta do sự chấp thủ, do sự ái luyến, cho nên thương cái mạng sống của mình trong suốt luân hồi sinh tử. Thì khi mà câu Phật ngôn này được kết thúc thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Chuyện sự này cho chúng ta thấy là lục sư đã bị cấm đánh rồi, nên chỉ giơ tay dọa nạt thôi. Nhóm thập thất sư còn khiếp sợ, la ầm như bị phỏng dầu sôi. Phật cấm tỳ kheo dọa nạt nhau, người người thích sống sợ gươm đao, không nên bạo giết, không nên giết, ai cũng như ai, có khác nào. Rồi, trong cái duyên sự này, quý vị thấy mình không đánh mà người ta cũng sợ dữ dội, la lố ôm trồng ha. Một cái giá bằng ba cái đánh. Tại sao, tại sao? Quý vị có thể giải thích. Mình đánh người ta, nhiều khi đánh người ta lì đòn, người ta không la, không hét, không khóc. Nhưng mà ở đây mình giá cái tay lên mà nó sợ chết khiếp luôn ha. Thì quý vị thấy sao? Một cái giá bằng ba cái đánh. Tại sao mà ở đây có một ngôn hội thì Đức Phật diễn ra như vậy? Và bây giờ thì Sĩ Kim lại nói sao không giống phim bộ ha? Bây giờ người ta diễn tả làm sao không giống phim bộ? Rồi, thời gian còn nhiều, mời Sĩ Kim có ý kiến về câu Phật ngôn 130. Alo. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Chí Đức. Không biết nay không có sư Sáng không, con biết có sư nè. Sư Chí Đức, sư Tệ Đức, sư Phước Sang và các sư, con không biết thiếu sư.
nào không cô nàng? Cô tôi đỡ vào đi Phật tử thì tại con nãy con bận, con đang bận, con nghe sư nói hay quá, con không dọn cái còn sư nào hết. Sư trước khi con trả lời cho chia sẻ ý kiến con nghĩ làm sao? Sư hồi nhỏ con nghe trong mấy người hàng xóm á, chửi mấy đứa con nít thôi con họ đó, à, nó phá làm gì á, con nghe mấy bà chửi mày á, cái bày có phải đồ lục tặc, lục tặc tâm, lục tặc tâm bằng nhà tính lợi phá nhà hay gì á, mày thế vậy? Mấy cái này có nghĩa con không biết cái người ta kêu lục tặc này có phải là do cái tích của mấy ông phá ông sư này không vậy sư? Thì cho con biết đi sư. Con nghe hai chữ đồ lục tặc, đồ lục gì đó, lục tặc, lục gì, lục tặc, lục lăng gì đó, con quên rồi, lâu quá con nhớ, nhưng mà con nghe chữ lục lục vậy đó. Cũng như mấy người đàn bà mà dữ dằn, hay mấy đứa con gái mà dữ dằn đó, con nghe hàng xóm cái con võ hậu đó, mà con không biết võ hậu gì, còn mấy người mà nhõng nhẽo hay gì đó, trời ơi, nó dịu, nó giống như điêu thiền khí lũ bố vậy đó. Con võ hậu này mà con không biết võ hậu là gì, tại miền Nam tiếng võ hậu giống chữ dê, con biết lúc con lớn con qua Mỹ con coi phim bộ võ hậu là võ tắc tiên, mà con không biết cái lục tặc mà người ta ra mấy con nít mà hai mấy người phá phách có phải là do cái tích của mấy ông luật sư này không sư? Con sư cho con biết tín hiệu rồi con trả mít để rồi con mới tiếp tục nói tiếp à. Alo, 123, 123, quý vị trong đầu tràng có ai còn nghe không? À, chỉ có mình Sĩ Kim rồi, Sĩ Kim nói, Sĩ Kim nghe ha. Hay thiệt. Còn bao nhiêu người ta ngủ hết rồi. À, còn sư Năm nè. À, sư Năm 1958. À, hồi nãy Sĩ Kim rồi Sĩ Hồng Mai, quý vị có mời sư Năm lên. À, sư Năm ở đây không phải là sư Thanh Tâm ha. À, khi nào á, sư Nam á, mới là sư Thanh Tâm, còn đây là sư Năm. À, 1958 nè. À, thì sư Năm có thể cầm micro được không? Bởi vì sư Kim thắc mắc nè, tại sao gọi là lục tặc, mà lục tặc thì đi chung với chữ tam bành ba sao? Tam bành là gì, lục tặc là cái gì, ai biết những cái từ này? Đây là một cái vấn đề chúng ta phải học hỏi lẫn nhau. Nhưng mà tam bành lục tặc có liên hệ gì tới câu Phật ngôn 130 không? Câu Phật ngôn 130 á, nói lên cái ý nghĩa nè, giá tài thôi, chứ không có đánh mà người ta đã la lối ôm sột. Cũng giống như người ta học nguyên của ô, cái đồ mất dịch. Cái từ này chúng ta nghe rất là lâu, rất là lâu. Lục tặc là sáu người quậy, à, gọi là sáu người quậy, gọi là lục tặc. À, đó là một sự giải thích để cho Sĩ Kiềm thấy là người nào mà quậy á, một người gọi là nhất tặc, à, hai người quậy là nhị tặc, còn sáu người quậy gọi là lục tặc. À, đó là ý kiến của Sĩ Năm. Còn trả lại vấn đề, một cái giá bằng ba cái đánh, tức là mình hù dọa người ta bằng thân, hù dọa người ta bằng khẩu, và hù dọa người ta bằng cái ý. Tức là ý của mình đã khởi lên như vậy rồi, thì nó thể hiện qua hành động, thể hiện qua cái khẩu, à, cái tay, cái chân. À, thì hồi xưa chúng ta nghe cái từ mất dịch á, nghe nó bình thường lắm. Không có ai nghĩ rằng cái từ đó nó trở thành hiện thực đối với bây giờ cả thế giới luôn. À, mà Sĩ Kim nói lục tặc, à, trong đạo tràng có còn ai có ý kiến gì nữa không? À, trả lời giùm Sĩ Kim đi, lục tặc là cái gì? Thì ý kiến của sư Nam có nghĩa là lục tặc là sáu người quậy,
sáu người quậy ở đây, tức là họ không chân chánh ám chỉ thành sáu cái vị mà coi như trong thời kỳ của Đức Phật á, theo cái ý của sư Năm á, là sáu công sư đó là lục Phật. À, còn Huynh Giang Nhật Hà ý kiến là sáu trần, sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp ha, sắc trần hương trần thinh trần vân vân, đó là coi như lục Phật. Ai có ý kiến gì nữa? Sư Kim đưa ra sự thắc mắc thì có hai ý kiến đã trả lời. Còn đối với quý vị khác thì quý vị nghĩ lục Phật là như thế nào? Chúng ta hay thấy trong Phật giáo cái tượng mà của Đức Như Lai, tức là một ông Phật như bụng bự cái cặn luôn, rồi có sáu đứa nhỏ ha. Một đứa tượng trưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sáu đứa nhỏ nó trèo lên tai nè, nó thọc tay vô mũi, thọc tay vô mắt nè, rồi thọc tay vô bụng vân vân, thì sáu đứa bé đó được gọi là lục Phật. Bởi vì ông Phật mà nó cũng không tha nữa, lên nó thọc tay vô lỗ tai, thọc tay vô miệng vô mũi. Thì đối với bên Bắc Tông thì có cái tượng Di Lặc, có sáu đứa nhỏ đó nó quậy, thì ta gọi là lục Phật. Cũng theo cái ý giống như Huynh Giang Nhật Hà, nói lên sáu trần. Ai, còn ai có ý kiến gì nữa? Sư Kim thắc mắc về lục Phật. Rồi bây giờ Sư Kim nghĩ sao? Sư Năm nói rằng sáu người quậy, Huynh Giang Nhật Hà nói rằng sáu trần. Vậy thì Sư Kim có đồng ý hay không? Alo, tức là ở trong đạo tràng của chúng ta chỉ có hai người trả lời thôi. Mời Sư Kim. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, Sư Phước Sang, Sư Tệ Đức, Sư Nam. Trước hết các cô tu nữ và quý Phật tử, trước hết con xin cảm ơn sư đã hỏi giùm con lục tặc, nhưng mà cái này bí hiểm quá, cái này lục sư cũng kêu là lục tặc, nó khác nhau sư. Thôi sư phải giải thích cho con nghe đi, họ muốn nói gì họ nói, chỉ là danh từ chân đế tục đế thôi, đồng ý hiểu sao thì cũng được, miễn nó cũng da giống vậy thôi. Thôi giờ để con chia sẻ cái câu pháp cú 130. Thì theo sư nói đó, trong cái chuyện này á, sáu người mà dám đấu với đối đầu với 17 người, sao 38, gần sao 38 17, gần gấp 3 lần. Trời, chắc mấy ông này chắc ngầu lắm ha, tay chân bắp chế dữ lắm, như người tay anh chị như ha. Rồi sư nói thêm đó là một cái giá bằng ba cái, đúng rồi. Hồi lúc mà con đi tắm xong á, mà con rất sợ bị đánh đòn, tự nhiên mà đưa cái đít vào quýnh quýnh đau lắm, không bao giờ chịu để đánh đâu, chạy mắt chui xuống gầm giường hay gầm đi văn vậy đó, trốn mắt à. Nhưng mà ít khi nào bị đánh, chỉ có một lần là bị tắt được tại trận, tại lúc đó mùa hè nha, mê tắm quá, không biết trời đất, trời nhà dài, 5-6 giờ ổng đi làm về rồi đâu có biết. Thường là trời thấm thấm hay gì trước thấm thấm thấy lạnh rồi chạy lên rồi. Chị này đang bấm ông bắt đại chẳng, ông quý. Thì con sợ thôi. Thì chẳng hạn như là thường ngày á, thì má con hay binh con á, trời ơi nó nhỏ, nó mà nó trời nó ham chơi đâu biết gì đâu. Chẳng hạn phá phách gì đó, nó không biết thì bảo binh. Mà lúc mà tắm xong á, bà cứ nói nhiều, bà cứ đang ổng đang thường thường tức, nó còn chế dầu mới quạt quạt mừng mừng cho nó cháy thêm nữa. Muốn có con bụng nói bà không nói đâu, ai nói bà câm đâu, cứ nói bà nói trời ơi nước sông gì đâu mà đâu đó đâu có sạch sẽ gì đâu, ở trong nhà làm như thiếu nước vậy, nó xuống nó tắm rồi nó bơi cái gì đó, rồi trời ơi tôi nuôi nó cực khổ dữ lắm mà nó xuống nó tắm gửi cái sông đó nó có huông, năm nào cũng có người chết đó, mà nó cứ xuống tắm rồi nấu hoài mà xuống nghe. Mà thiệt trong nhà con á, má con không
bên kỳ bà đánh tụi con một chút nào hết. Bà cứ nói không ai sợ bà gì trơn. Với lại bà hay tà kiến, bà tin bối toán đó, ba con hay nạt bà. Thành ra những lời má con nói là tụi con chấm chơi chấm chắc. Bà nói là tụi con muốn làm gì thì làm, chỉ sợ nhất là ba con thôi. Mà bà cứ nói vậy. Ông cầm cây, ông nói đầy đầy đấm xong. Trời ơi, dễ ẹt rồi, nực quá xuống tắm cho nó bơi, cho nó vui. Cứ hỏi vậy hoài. Ông cứ ông giá giá, ông đánh mẹ rồi còn giá giá nữa, chết chắc. Với lại ông anh con á, ông anh lớn của con á, thì không có ai chơi với ông hết. Tại vì mấy bà chị con lớn á, thì lấy chồng hết trơn rồi. Còn cái bà chị kế á, thì cũng mấy tuổi rồi, bà đâu thích chơi gì đâu. Còn ông anh kế đó, thì ổng đâu có ở trong nhà, thường đi hoài, chứ có mình con tính như con trai, con hay chơi với ông anh con lắm. Ổng quýnh con quýnh ổng chạy ra đường. mà ổng không có dám ra đường mất cỡ lắm. Ổng quýnh trong nhà, ổng đứng giá giá, ổng cầm ra nóng giá giá này. Mày mất hồi mà vô đây mày chết với tao. Ngon đấy, không biết đâu. Nhưng mà thật ra cái người nào mà cầm cái cây á, mà không quýnh cái giá, không quýnh cái hồn của mình, cái tâm của mình nó chấn động, nó sợ dữ lắm. Trời, không biết không đánh cỡ nào, không đánh nữa không, cứ ngồi ngẫm nghĩ rồi. Nếu mà đánh biết một cái, biết cái đau rồi, đau vậy đó thì biết. Còn nếu mà giá hoài, nó làm như, nó hành hạ cái tâm của mình. Nó cứ mình lo sợ hoài. Cũng như là ba con mình tới mà tao bắt mạch, tao bắt gặp mày tắm xong, nó chặt tay, chặt chân mày vậy đó, đại khái rồi. Ớn vậy lắm thường, mặc dù ông đâu có làm cái chuyện đó được. Mà có nghe cũng ớn, ông hâm, ông quýnh nó kỳ này, tao quýnh mày, lần sau quýnh nhiều chẳng hạn vậy đó. Thì cái hâm võ đúng như sư nói, một cái giá bằng ba cái tấm, đánh mẹ nó đi, cứ hâm mệt quá, cứ giơ tay giá. Mà cái người mà họ giơ tay họ giá đó, con biết con đọc được cái tâm họ rất thích thú, họ thấy mình sợ hãi, họ khoái lắm. Chứ quýnh một cái rồi mình biết đau rồi, mình đâu có sợ nữa, nhiều khi mình tức mình quýnh lại những hạn vậy. Còn họ cứ giá mình biết họ làm cái trò gì nữa, thấy sợ lắm. Nhưng mà đối với con quay lại cái câu này thì Đức Phật dạy rất là đúng. Vì Ngài biết rất nhân quả, nếu chúng ta gây cho người khác sự sợ hãi hay cho người ta sự đau đớn, miễn là ở sau cha đánh mới đau, mẹ là ở sau cha đánh mới đau. Không hiểu, chứ không bỏ dấu con đọc con hiểu đâu sư ơi. Thì những cái gì mà mình làm đó, từ cái tâm của mình ra, cái tâm của mình muốn làm hại chúng sanh, muốn làm sợ hãi chúng sanh, muốn làm đau chúng sanh, thì mình phải gặp cái quả thôi. Nhất là mình là người tu hành rồi giữ giới thì cái nghiệp nó nặng hơn những người bình thường. Thì Đức Phật đã dạy rất là kỹ, từng chút, từ cấm sát sanh, từ ngũ giới, ít nhất là ngũ giới không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà hạnh tà dâm, không được nói dối, không được dễ vui, uống rượu các chất say đủ thứ, ngay cả cái chuyện nhỏ mà giơ tay giá thôi á, hầm người lạng quẳng đục mì phù mỏ chẳng hạn như vậy, vậy đó chẳng hạn gì, gọi là xíu sắc luôn. Con nhớ mà ông anh con ổng phá hay gì đó, con đứng con mát đó, ổng muốn sao ra ổng đưa tay nắm lên người chết như với tao chẳng hạn như vậy. Thì cái đó làm cho người nó sợ hơn là khi nào mình bị người ta đánh cái đùng một cái thì mình đã bị đau rồi, mình giật mình biết cái đó. Còn nếu mà cái giá đó rồi hâm dọ đó, mình cứ lo lắng trong lòng của hồi nó mang theo cái đó thì rất là tội nghiệp cái người yếu thế. Giống như coi phim bộ vậy, thì cái người mà họ muốn trả thù mình mà họ có cái trong tay, họ dò mình hôi luồn á, họ nói, họ nhắn người khác đó, để mày coi chừng tao chứ mày đó. Thì cái người đó họ rất là sợ, cái người mà bị hâm rất là sợ. Thì Đức Phật trong cái bài này đưa ra một điểm, con thấy Đức Phật rất là kỹ càng dạy từ người xuất gia cũng như người tại gia những điều chi tiết nhỏ nhặt, rồi Ngài ban hành giới ưng trụ. Thực sự sao con biết giới ưng trụ, có phải cái giới đó là chỉ cần sám hối với hai ba ông sư trở lên thì được hết tội không sư? Có phải là cái thứ đó con thấy đọc là bát tí tá giá vậy đó? Thì con biết cái giới ưng trụ đó chưa? Có phải là chỉ cần sám hối với hai ba ông vị sư khác thì hết tội, thì sẽ không cái đó thì hết rồi không sư? Chứ không phải như cái tội mà nặng hơn. Dạ con chỉ chia sẻ như đó thôi nha. Hết rồi. Nói từ giờ cũng mệt rồi, cũng không còn ý gì nói nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi à.
Khi mà con nói gì có gì sơ sót, xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử trong đạo tràng chỉ bảo và cho và tha thứ cho con. Con xin cảm bích lại ạ. Alo, 123, 123. Hôm nay Sức Kim thấy vẻ vui quá ha. Cái câu Phật ngôn này ai cũng thương cái mạng sống của chính mình. Nhưng mà Sức Kim là đưa ra cái từ lục tặc ha, thiếu cái từ tam bệnh ha. Tam bệnh ám chỉ tham sân si. Còn lục tặc ha, thì Huynh Giang Nhật Hà nói sáu trần. Lý do sao nói sáu trần? Huynh Giang Nhật Hà giải thích chỗ này đi. Mời Huynh Giang Nhật Hà. Đâu mất tiêu rồi. Nói sáu trần. Trong khi đó thì có một cái quyển kinh nói lên là về ngũ trần chứ không có nói tới sáu trần. Chắc là ngũ uẩn vân đam. Của Ngài Thiện Thắng. Thì bây giờ Huynh Giang Nhật Hà nói về sáu trần. Thì sáu trần là lục tặc như thế nào? Alo, mời Huynh Giang Nhật Hà. Rồi, mời ai nói nấy lên đi. Rồi, Huynh Giang Nhật Hà. Đâu mất tiêu rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư, quý cô tu nữ cùng đạo tràng. Dạ, thì con hình như con nhớ cũng giống như hồi nãy cái sư Năm gì nói đó là sáu mấy ông giặc đó, lục tặc là sáu ông giặc đó, nó phá mình thì là sáu cái trần nó có thể nó tác động vô sắc thinh hương vị xúc pháp của mình và ý của mình. Thì ba cái này thì nó dễ dàng làm cho mình tạo những cái nhân xấu. Dạ, con thì suy nghĩ như vậy. Rồi cái câu này thì con cũng thấy cũng rất là hay. Nói là phẩm là hình phạt, nhưng mà rồi có khi thì dùng là đao trượng, mà không biết là cái thời đó chứ chắc bây giờ thì chắc là cũng sẽ gộp vô là thành súng đạn luôn. Không biết cái từ đan đá xá, cái từ này đan đá này có xếp vô là súng đạn luôn không nữa. Tại qua cái thời mà chiến tranh thì ai cũng sợ những cái đó. Thì giống như sư nói một cái giá bằng ba cái đánh, rồi cô Kim cổ cũng cho ý kiến cũng rất là hay. Thì con thấy là nhiều khi người ta rất là sợ cái giây phút đó. Và cái câu này nó cũng chính xác từ xưa cho tới bây giờ luôn. Cho nên bây giờ thì những cái mà hù dọa hay là đe dọa người khác á, cũng đã được luật pháp bảo vệ. Cho nên nếu mà mình cho tới thời nay mà khi mình dùng những cái từ ngữ mình không có đánh đập chạm vô người ta, nhưng mà mình đe dọa hay là hù dọa là cũng sẽ bị luật pháp đụng tới. Tại vì những cái này là đã được luật pháp bảo vệ cho tới thời bây giờ. Và con thấy là có nhiều khi cũng giống như những cái ví dụ mà mình đi chích thuốc á, đi chích ngừa hay này nọ đó, thì cái lúc mà cái người y tá mà chích cái mũi kim vô thì nó không có đau, thì nó rất là nhanh. Nhưng mà cái lúc mà người ta chuẩn bị, nếu mà mình nhìn đó, thì mình cảm thấy là sợ hãi hơn. Thì cái thời gian nó dài hơn. Cho nên thường mấy người y tá hay kêu mình nhìn qua một cái hướng khác, rồi người ta distract, sao lãng cho mình một chút xíu là cái người ta chích cái bột là nó xong à. Và con cũng thường nghe người ta nói mà những cái người mà tử tù á, thì khi mà người ta, cái giây phút ta sợ hãi nhất là khi mà người ta nghe những cái người lính á, đi tới mở cửa và kéo người ta ra pháp trường, là cái lúc đó là cái lúc người ta sợ hãi nhất, chứ không có phải là cái lúc mà người ta chuẩn bị bắn. Thì
Con có một vài ý kiến nhỏ như vậy thôi. Con có thể nhờ sư và đạo tràng triển khai và góp ý thêm. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123. Ý kiến của huynh Nhật Hà, Giang Nhật Hà, Sư Kim coi như quan hỷ không? Nhưng mà còn thêm một ý kiến nữa. Ý kiến của đạo hữu Hành Pháp nói rằng lục Phật không phải là sáu tầng mà là sáu căn. Tại sao? Bây giờ mời đạo hữu Hành Pháp giải thích tại sao sáu căn gọi là lục Phật. Bởi vì chính bản thân của chúng ta phải thương chính mình, mà thương lấy chính cái bản thân của mình, phải hiểu lục căn như thế nào, phải hiểu lục trần như thế nào. Thì ở đây huynh Hành Pháp nói rằng sáu căn là Phật. Xin mời ý kiến của huynh Hành Pháp. Alo. Rồi, xà thủ, xà thủ. Dạ, xin kính chào sư Trí Đức cùng mọi người. Con nghĩ thì lục căn thì nếu mình nói là xấu vật lục căn, nếu mình không thu thúc dụ nó thì mình dễ bị lôi cuốn. Con người ta dễ làm theo cái bản năng, cái bản tính tự nhiên. Nếu không có sự thu thúc, thu giữ, chú ý thì nó như sáu thằng giặc, nó khuấy động ta làm theo điều bất thiện. Còn lục trần thì nó chỉ là đối tượng trần cảnh ngoài thôi. Còn mình có bị tác động hay không là chính cái lục căn trong tâm mình thôi. Dạ, ý kiến của con là vậy. Còn con thì nghĩ rằng một cái nhán còn hơn ba cái đánh này. Còn nghĩ trong đời thường nhiều lúc mình hù một câu mà rồi ví dụ như bản thân mình thì không nói, còn nếu như là hù đến coi chừng ta ba mẹ mày hoặc là anh chị mày, nó còn kinh khủng hơn nữa, nó còn tăng cái mức độ mà sợ hãi rồi còn mấy lần nữa. Còn trong cái chuyện gì thì con thấy các sáu vị tăng này cho thấy chính bản thân của chúng ta luôn luôn tìm mọi cơ sơ kẽ hở để chúng ta len lỏi và để chúng ta phạm tội. Lúc đầu đánh thì bị thực chế, sau này dùng cái phương pháp là hù, lúc đó là Phật chưa ra nên đèn lỗi để chúng ta phạm. Và Đức Phật cũng chính vì vậy mà mỗi khi phạm lỗi Ngài mới chế giới, để thấy được rằng cái sự nguy hiểm đó cho mọi người thấy nên mọi Ngài mới chế, chứ không chế giới trước được, không có căn cản trước. Dạ, ý kiến của con là vậy, con xin hết ạ. Sa thủ, sa thủ huynh Hạnh Pháp. Ý kiến của huynh được xích kim này, xích mê ta này, tán thán. Hay ạ. Ý kiến cũng tuyệt vời ha. Tức là lục căn là cái quan trọng để mình nhìn thấy đối tượng là lục trần. Mà khi nhìn thấy đối tượng xong rồi thì lục thức nó mới sinh khởi nhận định đúng và sai. Thì cái mà nó tạo nên là cái gì? Do cái căn, cái gốc mà, căn là gốc. Mà do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Chính những cái này gọi là lục đặc. Bởi vì nó nhìn đối tượng, nó nhìn bậy, nhìn xấu, nhìn sai, nhìn không đúng sự thật.
khi mà nhìn thấy đối tượng nha, xấu sai không đúng sự thật, thì cái nhĩ thức, vị thức, thiệt thức, thân thức, vị thức là cũng tà kiến luôn. À, bởi vì nghĩ rằng Phật không cấm, không cho đánh, thì bây giờ không cho đánh thì mình hụ, mình dọa, mình một cái giá bằng ba cái đánh mà. À, bị đánh đau quá rồi, mặc dù người bãi mạng, nhưng ở bên này chỉ có 6 à. 6 người mà coi như làm cho 17 người kia sợ, bởi vì đã từng bị đánh đau quá. Bởi vì giá tay lên là thấy, ồ, đừng đi nước mặn mà hà, ăn chân, bị một lần rồi tấn rồi. Bây giờ mới giá tay là thấy anh là hét ôm đầu, ôm mình, là miệng mồm tru kéo, la âm ỉ lên. Thì huynh hình pháp ha, có ý kiến rất là hay. Nghĩa là cái nguồn gốc để mà sinh ra là do cái vấn đề cái gốc này mắt mình thấy nó đưa tay lên nè, rồi cái miệng nó hâm dọa dọa nè ha, rồi la lố ôm sộm, rồi nghĩa là coi như đã từng bị đánh rồi, cho nên mới đưa tay lên là thấy là sợ. Cho nên cái điều mà huynh hành pháp nói lục tặc đã ám chỉ về lục căn, chính có cái thân này mới có cái tâm, chính có cái danh này rồi mới có cái sắc, cho nên cái vấn đề sanh khởi lục tặc không phải nói xong rồi kia, mà lục tặc ở đây tức là do chính bản thân của mình cũng có cho người thôi. Thì đây trường hợp này, Sĩ Kim có đồng ý không? Huynh hành pháp nói rằng lục căn chính là lục tặc, bởi vì đó là cái gốc để mà khởi ra những cái vấn đề khác, mà sinh ra những cái chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt. Mà những cái chuyện xấu đó thì gọi là sáu cái xấu gọi là lục tặc. Cái nguyên nhân mà thật sự cái từ tam bành lục tặc, quý vị coi lại ở trong cái triết văn Phật giáo Hòa Hảo đã trình bày cái vấn đề tam bành lục tặc, và do ni sư Thanh Hội quý vị coi nghe lại cái điển tích đó, thì lục tặc chính là sáu căn chứ không phải sáu trần ha. Rồi, alo, qua câu Phật ngôn này quý vị thấy mình không trực tiếp nhưng mà chỉ hù dọa thôi, cái điều này cũng thể hiện cho bản tính hung dữ, cái không hay không đẹp. Bởi vì khi mà hù dọa người ta, mình phải mặt xanh nanh đỏ người ta mới sợ, chứ bây giờ đi dọa người ta mà nó hiền khô vậy thì ai sợ. Cho nên một cái giá bằng ba cái đánh. Ban đêm mặc áo trắng, tóc xõa xuống, trùm mặt trùm mũi kín mít, là vẽ lên những cái xương nó trắng trắng trắng. Ban đêm đi hù dọa người ta để làm gì? Cái tâm ý mình không được tốt. Hù dọa người ta để chôn xe đạp ăn cắp của người ta sợ người ta bỏ chạy, thì đó cũng là một hình thức mà chúng ta tạo nên ác nghiệp. Tức là lấy mình làm ví dụ này, không giết, không bạo giết, không hù, không dọa người khác. Thì câu Phật ngôn này để mình thấy rằng ai cũng sợ hình phạt, đánh đập là đau lắm. Mà bây giờ mình đánh người khác đau thì bây giờ mình tự mình đánh mình coi có đau hay không. Khi tự mình đánh mình, lấy mình làm ví dụ này, mình đánh mình thấy đau thì mình không nên bảo đánh người khác, không nên bảo giết người khác. Bởi vì chính mình Atta năng upamang katto
lấy mình làm ví dụ. À, muốn biết đó là sự thật thì mình phải thực hành chứ. Mình thực hành có sự an vui thì đó là sự thật. Mình thực hành để cái tâm mình bớt tham lam, à, có được một cái đời sống viễn ly, có được một cái sự chi túc, có được một cái sinh tấn, có được một cái vấn đề yêu đời, à, thì đó là một cái sự thật, đó là điều tốt. Còn bây giờ mình lấy mình làm ví dụ, mình không thực hành mà mình bảo người khác thực hành, thì khi mà người ta thực hành, người ta thắc mắc ra hỏi, mình cũng chốc quá không có trả lời được. Cho nên mình là người tiên tiến, mình phải đứng trên đôi chân của chính mình, mình phải vượt lên chính mình. Atta hi atta ngô na thô, mình là nơi nương nhờ. À, chi tăng xây dù, mình phải chiến thắng lên chính mình. À, cho nên đây là một cái câu Phật ngôn mà chúng ta lấy mình làm tâm điểm, à, chứ đừng có sự thở bằng cái hơi thở của người khác. Mình phải thở bằng chính cái hơi thở của mình, phải đứng trên đôi chân của chính mình, thì mình mới cảm thấy, à, sự thật của cuộc sống là thương yêu lấy chính mình. Alo, câu Phật ngôn 130 xin được kết thúc nơi đây. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và kinh văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và tiện tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chè quá chê nạ sâu thị vố khô tù sọc bạch đà. Do lời chân thật này kính dân hòa phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng.